Đây, bộ bạc của nó là bốn lá con thôi. Bạc lửa này. Cái này có gì em? Này, bạc của chàng trai. Mấy lá? 3 lá. 32 con là cái chàng trai 3 lá không? Còn cái thì chi pha là 4 lá, 32. Con của nít con. Bụng con thôi. Nhưng mà nhiều cái máy mua về nhà cái rau cu lát này lại không dùng được nữa, để nó bị gãy. Đẹp. Ui. Đúng rồi. Cho trong cái bao này đồ chơi nhiều lắm nè. Vừa lái xe. Này á là để thấy biết rồi phải không? Cái này để sạc hai chân ra. Anh nhầm chỗ rồi, anh chờ nhầm chỗ rồi. Thấy không? Này này. À, chúng ta không đem chưa? Nè cho nó xé nè. Đem vào bà đó. Bốn lá luôn hả ta? Bốn lá. Bốn lá còn. Bao nhiêu? Thứ nhất rồi. Thường là 32 là thằng chân trai 3 lá. Chân trai là 3 lá. Cái ốc khóa đồ nghề nè. Mấy cái cà lê luôn kìa. Không phải cà lê không nói đâu. Mình nữa chứ. Cà lê của mình. Mình đây nè, cái tem đây nè. Màu đen của nó, màu đen của nó. Cái đấy nó có chút phăng. 2 dòng. Sản xuất mới nhất luôn hả? 2024 luôn. Cái này cũng 2024. Mới không không? Xuất xưởng mới nhất mà. Mày không tính thằng cầm này đi. Thằng này đâu bấm có cho thằng này không? Không. Rồi mỗi lần thay bạc nó cho nữa. Con ra keo. Ừ. Ủa, bóng xì. Đây, này ngâm dầu thôi chứ gai dẫn vô thôi. Này có mỗi cái rau cái lát thôi. Ờ nó cái lát mà. Mỗi cái thôi. Này 7. Con mở bốn đinh đó, mở đinh đó. Đồ này cũ rồi ha. Cũ. Có kim phun nè. Hai đồ. Bếp bếp thôi. Quăng bạn tín đồ chân trai bạn nói thế. Dên trời má. Rồi, chỗ này đồ chỉnh cò luôn nè. Sao họ xuất bắp này xuất bắp. Cái này nó chỉnh cò. Chỉnh cò.